chào quý ông bà cô bác và quý anh chị em cũng như các bạn bè. Hôm nay là ngày cận kề của Tết Tây rồi quý bác ạ, Tết Dương lịch rồi. Và hôm nay thì cũng vì gần Tết rồi và chuẩn bị bước qua năm mới, năm 2022 rồi, khả năng có mặt ở khúc đường này là khúc đường thuộc xã Quang Trung quý bác ạ. Chính xác hơn thì đây gọi là dốc 72, thuộc về gần của giáo xứ Hưng Bình rồi, hay là Bốt Đỏ rồi quý bác này. Đây mà nơi mà cũng mỗi năm gần Tết ấy thì rất là nổi tiếng về một cái sự việc, đó là làng hoa quý bác ạ. Làng hoa bán Tết ở đây rất là nổi tiếng, mỗi năm là ở đây xuất khẩu đi các nơi rất là nhiều. Chẳng thấy xuất gì cả Nha Trang, Bình Dương, Sài Gòn, rồi ngược lên Đức Trọng, Lâm Đồng, Đà Lạt có quý bác ạ. Đây các bác xem vườn hoa này. Đấy quý bác ạ, vườn hoa trồng hai bên quốc lộ luôn, bên này và bên kia quý bác này. Đây mình vào gần mình xem nhá. Chủ yếu làng hoa ở huyện Thống Nhất nói chung và chủ yếu là vùng Gia Kiệm ấy quý bác, gồm có Hưng Bình, Bốt Đỏ trên này, rồi các cái làng hoa ở dưới các cái xứ như xã Tân Ba, như Phúc Nhạc, Gia Yên ấy quý bác, người ta đều trồng hoa cúc nhiều quý bác ạ. Rồi họ có sen và trúc hoa màu gà, rồi chủ yếu là các loại cúc quý bác ạ. Như đây khán được biết là cây cúc thấp thấp này là cúc Nico này quý bác này. Đây quý bác xem này, trồng thêm vậy thôi, đây gọi là cúc Nico. Còn những cái vườn hoa, những cái chậu cúc trong kia thì nó có rất nhiều kích cỡ quý bác ạ, to lắm. Mình vô mình xem một tí quý bác nha. Đấy, anh nghe những người trồng hoa ở đây đang ngồi ngoài kia để đặt giá, để đặt hoa trước rồi bàn bạc về việc hoa, thì họ khen năm nay hoa đẹp đấy quý bác này. Năm nay ai cũng trồng hoa ít hơn tới một nửa lượng hoa so với năm ngoái quý bác ạ. Là bởi vì để trồng hoa này thì người ta phải trồng từ tháng 8. Trong khi đó là quý bác biết là trong mùa Covid để mọi thứ nguyên vật liệu nó cũng khó khăn, nhân công cũng khó khăn. Rồi chưa kể tình hình Tết như thế, tiêu thụ như thế nào thì lúc đó người ta cũng chưa biết được. Cho nên năm nay cái sản lượng trồng hoa người ta trồng ít quý bác ạ, ít bằng một nửa so với năm ngoái. Và theo khán được biết nữa thì tới hiện nay ấy, thì làng hoa bởi vì năm nay trồng hoa ít, chỉ khoảng một nửa so với năm ngoái thôi. Và chưa kể là vật liệu nhân công cái gì cũng lên hết quý bác ạ. Tiền thuốc, tiền vật liệu để chăm sóc hoa đều lên giá hết. Cho nên là tình hình năm nay là hoa có vẻ cũng có giá quý bác ạ. Có những chủ vựa, chủ thầu người ta đã đặt giá trước rồi, đến đặt hoa trước rồi. Và hoa năm nay tôi gắn được biết thì cũng có giá quý bác ạ. Đây quý bác xem, đây là những hàng cúc pha lê quý bác ạ. Ăn quản đốc ở đây luôn à ca? Không. Chủ á ca, hay là đi đặt mua hoa ca? Mấy bạn bạn của chủ vườn á ca. Vâng, em là Khánh ạ. Ăn ở trên Bốt Đỏ này luôn á ca, hay ở đâu ca? À trên Phúc Nhạc á? Vâng, vậy ở đây anh có trồng hoa không? Không, làm ở dưới nhà. Anh có làm luôn à anh? À vậy lên đây tham quan thêm à ca. À đây đang ra nụ hết rồi này. Anh ấy sao ngày xưa em thấy bắt điện mà sao giờ không bắt nhỉ? Tức là bắt cơi cho nó cao lên để tới bây giờ là phải để cho nó làm nụ chứ. À tức là không bắt điện nữa cả? Ừ. À hôm bữa là có bắt điện đêm nữa cả? Bắt điện một tháng. À có một tháng đầu thôi. À sau đó khi cây nó cao cao vậy nó đủ lực rồi nó bắt đầu được. Bắt đầu là phải ngưng điện để cho nó làm nụ. À vậy em hiểu rồi. Ồ vậy đấy. À như vậy là trước đây Khánh thấy đêm bắt điện rất là đẹp. À, nhưng mà hiện nay không còn thấy bắt điện đâu nữa, thì ra là người ta chỉ bắt điện trong vòng một tháng thôi quý bác ạ. Phải ngưng cho nó làm nụ chứ có điện nó lại không làm nụ. À nó nở sớm á ca hay sao ca? Có điện là nó đâu có làm nụ được. À vậy à ca. À hôm nay em mới hiểu. Làm hôm bữa em cứ đi kiếm điện đêm em quay mà em không thấy. Em bảo hay là năm nay không có lặn. À đấy nhiều nụ lắm quý bác ạ. Cái xuống bắt đầu là sống cây cái là bắt đầu đốt điện trong vòng một tháng.
À, để cho nó tăng trưởng mặn các. Chiều cao. À, tăng trưởng chiều cao. Nếu mà không có điện là có là thể. nó đang nụ luôn. À, vậy đấy, là cái cây nó sẽ không có phát triển chiều cao mà nó lại ra nụ. À, vậy quý bác ạ, vậy là khi nào mà cấy cây vào chậu ấy là phải phát điện ngay cho cây nó phát triển chiều cao. Cây nó cao thì nó sẽ đẹp, đẹp cái dáng hơn quý bác ạ. Và hôm nay Khánh mới hiểu rồi. Trước đây Khánh cứ đi ngang qua những khu vực này về tối, các bác sẽ thấy một rừng điện đẹp lắm. Khánh quay lại càng lên cũng đẹp lắm là có điện, nhưng mà hiện nay không thấy đâu nữa. Thì ra là khi mà mới dâm cây vào chậu là người ta phải bắt điện cho nó tạo cái tăng trưởng chiều cao quý bác. Nếu mà không không bắt điện thì cây nó sẽ không được cao mà nó lại ra nụ sớm. À, vậy đây, quý bác thấy mọi người đang làm việc ở khu vực kia. Kia là chắc là Khánh lên đấy Khánh sẽ gặp một số người quen quý bác ạ. Tại vì đa số họ là những người miền Tây đấy ạ. Và do mùa Covid này công việc của họ bị thất bát nhiều lắm, ít việc lắm, cho nên là đa số là mọi người đều tham gia vào làm cái vườn hoa này quý bác ạ. Vườn hoa này thì không phải đây đâu, khu vực này không, ở bên kia nữa. À, thì đa số người ta làm việc ở đây cho nên là cũng mừng là có việc để họ làm quý bác ạ. Trước đây thì họ có thể làm việc khác, nhổ cỏ rồi làm chuối, nhưng mà do kinh tế Covid cho nên là họ không còn được nhiều việc như trước nữa. Rồi bây giờ Khánh xin cảm ơn cô chủ vườn ở đây. Cô chủ vườn cũng biết mình quý bác ạ, biết Khánh ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua vườn bên kia để các bác tham quan thêm nhá. Quý bác ạ, mình lại qua phía bên này của quốc lộ 20, cũng khu vực Bốt Đỏ luôn quý bác này. Ở đây thì cũng có nhiều vườn hoa như vậy lắm. Khánh nghĩ phải cỡ 7-8 khu vực vườn trồng hoa như vậy quý bác này. Ở đây thì thấy nhân công đang làm nhiều lắm. Đây quý bác xem này, cũng là hoa cúc pha lê quý bác ạ, nhưng mà nhiều kích cỡ lắm. Thế cháu đi làm thời vụ à? À, chú đi quay YouTube. Quay YouTube cho cha bác xem hoa tí. Đây, hôm nay nhìn các cháu lại trẻ trẻ là đi làm thêm đúng không? Chắc là nghỉ học đi làm thêm hả các cháu? Cháu ơi, mình đang là vặt nụ đi khoảng cháu, mỗi cây lấy một cái thôi đúng không cháu? À, đây các cháu ở đây thì trẻ với bác này. Các cháu ở đây nhìn thì giống như sinh viên học sinh đi làm thêm các bác ạ. Nhà cháu ở gần đây không cháu? À, nhà con gần Bốt Đỏ này luôn á, hay dưới Ninh Phát hay đâu lên cơ? À, dưới Ninh Phát. Ồ, các bác thấy một cây hoa chưa vặt nụ nó ra nhiều nhỉ, nhiều nụ quá nhỉ. Đấy, có phải là nhiệm vụ cháu hôm nay là vặt bớt nụ đi không? Tỉa đúng không cháu? Dạ. À, đấy. Đấy, các bác thấy một cái ngọn nó nhiều nụ lắm. Nhiệm vụ các cháu hôm nay là đang tỉa để lấy một nụ thôi. Mỗi một thân cây chỉ cần một cái hoa thôi, cái nụ thôi. Đây, các bác ạ, hiện nay các cháu đi học, đi Sài Gòn học và đều đang ở nhà hết. Hiện nay chỉ có lớp 12 thì có thể đến lớp thôi. Đây, một cây chậu bông như vậy là hoàn 60 các bác ạ. Hoàn 60 thì giá nó Khánh không rõ lắm nhưng mà nó rẻ hơn. Có lại chậu hoàn to lắm các bác này. Có lại chậu hoàn to tới mét tới mét tư các bác. Đây. Đây là chậu loại to mét tư đây. Đây các bác ạ. Chậu to lắm các bác. Cầu cho năm nay Tết năm nay Covid ổn định các bác ạ. Hiện nay thì đang có chủng Orion rồi, cũng vào Việt Nam rồi. Nhưng mà không biết nó tình hình lây lan như thế nào, nhưng mà cầu cho nó ổn định thì hoa năm nay sẽ có giá quý bác ạ. Đấy, bởi vì hiện nay thì sau mùa Covid thì nông nghiệp trong mùa Covid cũng như hiện nay thì rất là khó khăn. Quý bác thấy là bên Trung Quốc thì đang bị ngưng ở các cửa khẩu, rồi giá cả rẻ nữa. Rồi những người trồng cây hoa chỉ có mỗi thời vụ Tết thôi mà tốn rất là nhiều công. Công chăm sóc rồi tiền chăm bón tốn lắm quý bác ạ, thuốc thang. Đây, một cái gốc cây như vậy quý bác thấy nó có cả mấy trăm gốc ấy. Một chậu bông 1 mét thì 1m4 như vậy nó có cả mấy trăm gốc ấy. Các cháu đi làm thêm là chắc chắn các cháu cũng thích lắm. Bởi vì có tiền xài lai đai không phải xin bố mẹ. Ở đây nhiều lắm. Mình đi một tí nữa quý bác nhỉ. Chúng gặp các anh chị lớn lớn hơn chút cho vui. Đây làm thời vụ quý bác ạ, đông nhỉ. Ơ anh, em hỏi thăm, mình làm từ bằng này người mà làm từ đầu kia xuống đây là mấy ngày mới tới đây được ạ? À, mới trưa hôm qua à? À, vậy là coi như
Nếu vậy thì chỉ có 2 ngày là 3 ngày là hết cái dãy này nhỉ? Xong hết cái dãy này thì mình làm ở đâu? Mình đi dãy khác hay mình đi đâu? À, qua bên kia nữa à? Nhiều chỗ lắm à? À, vậy đấy. Vậy mình làm trong vòng tháng hết có việc trong đủ tháng không? À, 2 tuần à? À, đấy. Hôm bữa anh thấy có mấy chị làm ở đây xong bảo làm mấy bữa xong lại nghỉ không? Bây giờ lại có đợt mới đúng không nhỉ? À, đúng rồi. Như vậy là trong vòng có 2 tuần thôi, 2 tuần kết mình lại quay qua mình làm việc gì? Mình bẻ hết nụ như vậy rồi xong mình lại làm việc gì? Có việc gì để làm tiếp không? À, nhặt lá sâu hay làm gì ta? Ủa, nó nhiều nụ thật đấy chứ. Công nhận là không chăm được thì nó không đẹp. Một cái thân như vậy mà nhiều nụ chưa? Đấy, các bác thấy một cái thân như vậy nó có tới 3 nụ, 5 nụ, 7-8 nụ nữa. Bây giờ đang nhặt ở trên trước rồi sau đó sẽ nhặt ở dưới. À, như em trai ở đâu đến đây làm em? Em ở quê em biết rồi nhưng mà trước mùa Covid em ở đâu? Em chẳng? Ở trên Bốt Đỏ này luôn á? Hay Ninh Phát em? À, Bốt Đỏ này luôn à? Ờ, tại anh cũng đi gặp nhiều mà anh lại không thấy các em quen. Đi dưới Ninh Phát với ấy nhiều. Cái này làm năm nào cũng làm cái này hay là năm nay làm lần đầu ta? Mọi năm luôn à? À, thấy anh vặt vặt, thấy đàn ông vặt vặt thấy nó cũng tếu tếu. À, năm nào anh cũng làm ở đây anh quen rồi. Đây kỳ bác ạ. À, chắc mấy anh chị em ở đây đều ở miền Tây lên hoặc anh chồng? Anh chồng đây chắc là người miền Tây ấy anh chồng. Vâng. Đây kỳ bác thấy có các anh chị giúp công việc nó mới trôi chảy này. Chứ nếu mà thuê người địa phương ở Gia Kiệm thì chắc anh nghĩ không có người. Chỉ có cái cháu sinh viên kia là cùng. Mà phải quen việc nữa. Nhiều. Anh vậy anh làm ở đây được bao lâu rồi ạ? Anh 2 năm rồi ạ? Vậy đấy. Anh làm quen việc luôn rồi nhỉ? À, 2 năm rồi. Vậy mùa Covid của qua anh cứ ở đây luôn hoặc anh chẳng? À, chứ đâu có về, nếu về thì giờ chưa chắc đã lên chẳng. Và quê mình ở Trà Vinh anh hay ở đâu anh? Trà Vinh luôn hoặc ạ? Vâng. Đấy, quý bác ạ, ai cũng làm hết nhiều. Chỗ này không là cũng phải nguyên cái khu về bé bé này thôi mà cũng phải 50-60 người rồi. Hết cái khu vực này chắc phải từ 200 người. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, quý bác ạ, để tiếp tục một tí nữa. Đi xuống đây một tí nữa, khu thế này còn nhiều lắm. Như vậy là một dãy như vậy chỉ 3 tuần thôi, nhưng mà 3 ngày có thể xong một dãy, nhưng mà nhiều khu vực cho nên làm xoay tour mấy tuần mới hết việc, quý bác ạ. Đây, quý bác ạ, nhiều lắm. Đấy, làm thành nhóm cũng vui. Có công việc vừa có điều kiện kinh tế vừa vui quý bác ạ. Cây ấy quý bác. À, kỹ thuật chăm sóc là người ta bắt điện. À, Khánh cứ tưởng là bắt điện để cho cây nó chóng tăng trưởng, nó chóng ra hoa hay nó tốt cây. Nhưng mà thực ra là bắt điện trong vòng tháng đầu tiên khi mà trồng ấy, để mục tiêu là để cho cây nó lớn về chiều cao quý bác ạ. Rồi quý bác thấy nếu mà không có điện thì nó ra nụ sớm. Và quý bác nhìn một thân cây ở đây nó có nhiều nụ lắm đấy quý bác này. Như Khánh nhìn ở đây, một cây này thôi mà nó có mấy nhánh quý bác này. Rồi nó có nhiều nụ lắm, cho nên cần cái người tỉa bớt. Tỉa thì họ cũng biết việc rồi thì người ta sẽ tỉa bớt cả cái lá đi nữa. Người ta tỉa những cái nụ bé thì hay nụ nào chín thì người ta mới giữ lại quý bác này. Đấy, các bác thấy một cây nó ra rất là nhiều nụ. Vậy mà người ta sẽ tỉa từng cái một. Rồi sau này người ta phải tỉa sâu, tỉa cằn, bắt sâu gì nữa quý bác. Nhiều thứ lắm, cho nên cái công chăm hoa nó là một kỹ thuật cao quý bác ạ. Đại khái là phải biết chăm thì hoa nó mới đẹp mới đều. Đây có hai cháu cũng trẻ này. Hai cháu người ở đâu đến hay là người ở đây cháu? Cháu con ở trên kia. Ở Ninh Phát hả cháu? À, con đi làm thêm đúng không? À, vậy năm nay con học lớp mấy xong con ở nhà? Con học lớp 9.
À, mới lớp 9 thôi à? Vậy là cháu chưa đến trường luôn đúng không? À, vậy chúc mừng cháu này, có việc làm đỡ kiếm tiền đỡ buồn. Nhưng mà ngồi về nắng lắm không cháu nhỉ? Ờ, nắng lắm. Vậy cháu làm được lâu chưa? Hôm thứ hai à, mới 3-4 ngày đúng không? Vậy chịu được rồi đúng không? À, thôi chịu khó vậy, tới Tết là có mấy triệu tha hồ sắm đồ Tết luôn. Tới 11 giờ rưỡi cháu nghỉ à? Xong rồi chiều mấy giờ lại làm tiếp? 1 giờ. 1 giờ à chồng? À, vậy cũng mệt nha. Nhất là trưa nắng ấy. Thì bác thấy các cháu mới có lớp 9, tức là mới có 14-15 thôi. Mà có việc vậy vui không? À, vui cháu nhỉ? Để mình có điều kiện mình kiếm tiền thêm nhỉ, giúp mẹ hay là mình để dành cho mình đi học cũng được. Đấy, nhưng mà chị tội ngồi với rất vất vả lắm. Nắng suốt ngày về và lưng mệt lắm. Như cháu đây xong kiếm cái nón to cho đội. Quên không mang á? À? Ờ, chú thấy mấy người hái trà thì họ có cái nón to gấp đôi cái này này cháu này. Cái nón to như vậy này người ta đội cái nó mát hết luôn ấy. Mấy người hái trà, à gì, hái cây tràm ở trong Vĩnh Cửu ấy. Cho nó có đỡ nắng cái lưng. Thôi, chúc các cháu mạnh khỏe với bình an nhá. À, có việc là mừng. Chú đi rồi. Rồi, đến đây tí nữa quý bác ạ. Đâu rồi, ai bảo mướn trả công 200 để làm diễn viên đâu? À, bên này đấy 200 đấy. Đâu, để làm diễn viên nhá. À, thì cứ quay xong rồi đưa nhỉ. À, tiền diễn viên quý bác ạ. À, cái xe trước à? Ui giời, quý bác thấy chắc ăn không? Giờ phải đưa tiền trước mới được quay. Vậy là quay hai người là mỗi người 100 mà ta hay sao ta? Cháu ở DinFast luôn à gái? À vậy đấy. Vậy đây là... À vậy đó. Vậy cháu cũng đi làm thời vụ, tức là mới làm năm nay thôi đúng không nhà cháu nhỉ? Hay là cháu đi năm nào cháu cũng làm rồi? Hả? Ui giời, mới có 8 năm á? À? Ui giời ơi, vậy á? À? Vậy chuyên nghiệp rồi. Vậy là mai mốt à, vậy mai mốt về trồng hoa ở nhà luôn được rồi, quen luôn rồi này. Vườn hoa này có lâu rồi cháu nhỉ? Ừ đấy, thế ai thiếu vốn mà trồng nhà bác cho mượn. Ừ, bác cho mượn lấy lời, mượn lấy lời. À vậy đấy thì phải thế chấp cái gì đấy thì cho mượn. Làm ở đây quen vậy cháu có thấy nắng không cháu hay là quen rồi? À, chú thấy còn nắng hơn cái nghề đi xây phù hồ ấy. Tại nghề đi xây thì lúc nắng lúc mát, lúc mà người ta đúc lên mái rồi thì mình ở trong nhà thì lại mát, nhưng mà cái này thì ngồi nắng suốt ngày luôn rồi. À, ừ. Thế mưa thì mình tạm nghỉ lúc à cháu? À vậy đấy. Ồ vậy đấy. Cháu gái có kinh nghiệm rồi. Ơ cháu ơi, vậy mình chú biết là trồng từ tháng 8 tới giờ rồi, nhưng mà bình thường là trong từ tháng 8 tới bây giờ có tháng nào nghỉ không, có việc không? Tức là có lúc mà hoa nó chưa tới độ nó xong mình phải nghỉ với bằng cháu. À vậy à. À như vậy thì thường là trong ví dụ như từ tháng 8 mà tới tháng 1 là chú cho là 5 tháng hay 4 tháng thì cháu thường nghỉ mất cỡ bao nhiêu? Cỡ tháng không cháu hay là mấy tuần? 3 tuần không có việc đấy hả? À vậy đấy. À, quay tay cháu. À đây. Quay tay cháu coi là cho tỉa bao nhiêu nhắn tất cả. Đấy, tỉa nhiều chưa? Ở dưới nữa. Phải quen đúng không cháu? Yeah. Ừ. Mày đưa bên kia là học sinh. À. Cúp điền cho nên là cho mấy cháu đã kiếm tiền thôi. À, đúng rồi. Vậy cũng có việc cũng vui. Chú mà ai mướn kiếm tiền chú cũng đi à? Có việc làm thêm. Đấy, tỉa nhăn chưa? Học sinh thì nó làm không quen bằng cháu nhỉ? Yeah. Đấy, cái bác thấy cái tay thâm niên 8 năm nó có khác. Nhằn lắm. Đấy. Sau cái này xong mình có phải cái gì bắt sâu hay là cái đâu xịt thuốc thì cháu nhỉ? Tỉa cằn à? Phải tỉa cằn không cháu? À, tỉa nụ. Còn mai mốt cháu phải tỉa cằn không? Cái này là xong rồi. Khâu này là khâu cuối cùng rồi. À, khâu cuối cùng à? Yeah. À. À vậy đó. Ồ vậy à. À. À nhưng mà lúc bình thường các cháu không làm chứ người khác họ cũng phải làm cái khác chứ nhỉ, họ tưới hay lo cái gì đấy nhỉ. À còn việc của các cháu là chủ yếu là tỉa cây vầy. À vậy đấy. Bên đàn ông ấy. À cũng phải coi sâu bọn sao.
giờ chưa thấy mặt thì có trả tiền cát xê được đâu. Ừ. Cái bác nhỉ? Chưa thấy mặt ai luôn. Đấy. Mùa dịch mà chú sẽ ở cháu ở vườn đông ở đây là trồng cái hoa cỡ này 60 hết cháu nhỉ? Dễ nhiều loài lắm chú ơi. Mà cho chung thấy cái to nó ở đâu ta? À nó phía ngoài à? À tại chưa thấy nó cao hơn mấy. À ồ à vậy 80, cái này là 60 à cháu? 60 có lại 80, 1m, 1m2, 1m4 luôn. Cái thật. Công nhận ở đây trồng hoa chuyên nghiệp bao nhiêu năm rồi? Vâng. Đấy có thâm niên tay nghề 8 năm này. Cái này mà ở bên nước ngoài là lương cao lắm á. Ừ, thâm niên tay nghề. 8 năm 10 năm có rồi. Ừ. À, chị đoán thử chị có bao nhiêu năm nè? Chị á chắc mới có 5 năm thôi đúng không? Mới hôm qua thôi à? Đúng rồi, tại vì cứ nhìn thấy ai trắng hơn, tức là ít ra nắng ấy thì mới làm. Nhưng mấy cháu học sinh kia kìa, cháu nó còn trắng lắm. Chưa làm nhiều. Vậy mới tỏ tay hôm qua thôi á? À, vậy thử coi thử cái tay nghề hôm qua với tay nghề 8 năm có khác nhau không? Ở đây quý bác ạ, tay này chậm hẳn luôn. Chậm. Ờ, đấy. Lâu quá. 200 đấy, người ta đòi cao hơn đấy. Ồ đấy, quý bác thấy này, đấy. Tay này là mới làm cho nên đòi lương cắt xê rẻ. Vâng. Đấy, bên kia đòi nhiều hơn, bên này đòi có ly nước mía sao chứ, mỗi 200. Đấy. Anh thấy anh đi vất vả ai. Ừ. Anh còn đang tính làm. Nước mía có không đây này? Đấy. Anh còn đang tính mày. Anh đang tính xin ở đây tí chiều anh làm mướn luôn. Thôi. Ừ. Mướn đây đen lắm, xấu lắm. Đen à? Vâng. Mình cũng đi đen suốt vậy, cái gì đâu mà. Ừ. Về đi vợ chê đấy. Ừ, bên này đen còn không có nón lá, bên này có nón lá rồi. À. Đây, cái bác thấy nắng nó vất vả nha. Chắc là ngày đầu mệt lắm ấy nhỉ, say nắng ấy nhỉ. Nắng luôn. Vâng, đúng rồi. Làm người tại vì sao sợ Covid quá phải ra ngoài nắng thôi. À, đúng rồi, nó cũng đỡ hơn ấy nhỉ. Vâng. Đúng rồi. Có phải ra ngoài nắng thôi đấy. Đúng rồi. Như nắng lắm quý bác ạ. Vâng, nắng lắm. Nắng nó hầm vào lưng và người suốt ngày. Ừ. Đi làm nó có tiền, như làm người tôi ăn cho tiền. Ừ, đúng rồi. Có việc là mừng, mấy cháu học sinh kia có việc là cũng mừng lắm rồi. Quý bác ạ, trời nắng quá này, nay trời nắng chang chang. Mọi người chưa xin nhê gì luôn á? Ồ đấy, quý bác thấy chị đang làm đây nói gần à chưa ăn thua gì quý bác ạ, mà làm ở đây chưa về chút rồi. Ồ đấy, vậy à? Ồ trời, hôm nay các chị bảo mát trời quý bác ạ, mà 1 giờ trưa đã phải ngồi rồi. Đây nhất là các cháu học sinh đây quý bác này, cháu học sinh đi làm thêm này. Cũng vất vả lắm quý bác ạ. Cái này đúng là bán lưng cho trời luôn đấy. Tại vì nó ngoài nắng suốt không có cái bóng râm gì hết. Có bóng râm thì hoa nó lại không đẹp quý bác ạ. À, con uống nước mía không chú bao luôn. À, một cái hoàn chậu 60 như vậy là cỡ 70-80 cây nhỉ? 70 cây à chị? À, đấy, các cô làm quen này đoán vậy. Không, chính xác 70 cây. À, à 70 cây luôn, biết chắc luôn. Cấy mà. À, à làm mình làm từ hồi lúc cấy lên giờ luôn. À, à mình chậu là mình cấy nó ra ngoài xong bắt đầu mình lên cây con mình cấy rồi. À. Nó có rễ rồi bắt đầu là lấy cây. Đi cấy vô chậu nhỉ. Cấy vô chậu bắt đầu bắt điện luôn ở đây nhỉ. Không, một tuần sau bắt điện. À một tuần sau bắt điện. À cho cây nó lớn. Cấy sớm ấy thì một tuần sau, còn nếu mà cấy muộn thì bắt điện luôn. À đúng rồi, ăn thôi mình căn cái độ mà hoa nó nở kịp với mùa Tết mình bán ấy nhỉ. À như vậy là dâm cây giống như là người ta cấy cây rau ấy, cấy riêng một chỗ cho nó ra cây con, bắt đầu mình nhổ về mình cắm vào đây. Ồ mà nguyên tiền chậu thì không mua cũng nhiều nhá. À, nói chung đầu tư cũng nhiều tiền lắm. Bốn cô thấy bảo bốn miền rồi cái bác này. Đây. À bây giờ Khánh thử đoán cái nha. Khánh thử đoán cái cô này là một là miền Tây hay là miền Trung? Miền Trung. À, miền Trung đúng không nhỉ? Rồi, còn cô kia à, cô đây chắc cô nào? Nhìn bạn có đoán được hay nhỉ? Cũng không phải miền Tây. À không phải miền Tây đâu nhỉ? Cô này cái chừng miền Gia Kiệm. Cô này là miền Tây đó. À cứ nói cái thứ dữ vậy là người Nam rồi, là miền Tây nhỉ? À, đấy là cô miền Tây.
còn cô miền Đông không biết đâu. Có cô không chịu nói nên không đoán ra giọng. Cô này lớn. Cô này là ở Nam Bộ luôn. Cô này Nam Bộ rồi. Trung tâm Nam Bộ. Đấy các bác ạ, bốn người bốn miền luôn. Đều tụ hội về đây. Vậy mùa Covid thì mình cũng ở đây chứ đúng không? Vâng. Về á? Covid hay không Covid cũng ở đây hết. Ở đây hết nhỉ. Ở đây không, ở đây hết đâu. Đấy. Ở đây hết mà. Bốn miền nhưng mà chưa được tập. Nhưng mà là ở đây hết. Như vậy là ngày xưa thôi, còn bây giờ ở đây rồi gì? Ở đây hết. Ra vậy nữa, hèn chi. Hèn chi nghe giọng chẳng thấy khác mấy. Nhưng mà mình chắc ở Bốt Đỏ rồi đúng không? Bốt Đỏ Ninh Phát. Vậy à. Bốn miền luôn. Này cút điện ở dưới Thanh Sơn có điện thì có nước mía mà ở đây lại không có. Đúng là của anh ấy đi uống thì sợ Covid đúng không? Dạ. Anh tưởng ở đây ăn luôn, về có nửa tiếng thì ở đây ăn cơm luôn chứ. Ở đây ăn cơm luôn đúng không? Gần vẫn về á? Có nửa tiếng mà về á? Em lấy đi em. Em lấy cho ai lấy thì lấy đi em. Anh mua có 30 người à. Tại anh chẳng biết có ai uống không ấy. Thế mời nhá. Thế mọi người vất vả quá. Cái cháu ơi, chú cho cái cháu có người trai nhá. Dạ, uống trà sữa chú ship ở nhà lên thật đấy. Nhà chú bán trà sữa ngon lắm. Chú có bà con trai nó bán trà sữa. Nó đi học đại học mà nó thất nghiệp. Thì Covid thì đâu có đi đâu. Đang ở nhà hết. Này thích đốc cơ thành à. Vâng. Vâng, tính đại nước mía mà không có. Vâng. Có cả mấy ly đá kìa, có ai uống đá thì lấy. Vâng. Cảm ơn anh nhiều. Thế chúc. Không có gì đâu. Biết mọi người thích là được rồi. Thì ra về nhà nhậu. Các cháu cũng về Ninh Phát ăn cơm luôn á cháu. Có nửa tiếng chạy về vất vả chưa? Cho đi được nữa đến 1 giờ à? Có giày ô. Có giày cho các cháu đi luôn anh. Vậy tiện chưa? Có giày luôn. Quý bác ạ, vậy là mọi người về nhà ăn cơm với lại tụ là một chỗ ăn cơm hết quý bác ạ. Có những người gần đây thì họ chạy về nhà họ ăn cơm, mặc dù họ nghỉ có nửa tiếng thôi, từ 12 giờ tới 12 rưỡi thôi, nhưng mà người ta cũng về nhà mà người ta ăn cơm rồi. Thôi anh thấy cũng thấy các cháu học sinh rồi, mọi người làm nắng nồi lắm, anh mời mỗi người chai nước quý bác ạ, tính mời mỗi người ly nước mía thì nhưng mà hôm nay cúp điện thì không có nước mía. Thôi anh cũng xin kết phim ở đây quý bác nha.